Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Và trong video ngày hôm nay, mình có thể biến thành người khổng lồ hoặc là người tí hon để mình có thể vượt qua được những thử thách đó. Wow, em mà biến thành người khổng lồ, em sẽ dẫm nát Bê Quý Thành. Sao em lại dẫm nát anh, người rất tốt này mà. Được rồi, để vào video ngày hôm nay để xem em có thể biến thành người khổng lồ hay em phải biến thành người tí hon nhá. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để xem quảng cáo để ủng hộ Bê Quý Thành và Úc làm thêm thật nhiều video mới. Còn bây giờ vào thôi. Ôi các bạn ơi, các bạn đã bao giờ ước mơ mình sẽ biến thành một người khổng lồ hay là một người tí hon đang chạy lon ton chưa? Đấy, dưới chân mình là ốc đang biến thành người tí hon, còn mình đang là người khổng lồ cực kỳ là điên rồ, rất là to như cái nhà luôn. Anh to hơn cả cái nhà rồi á. Em như con kiến, anh dẫm một phát là ốc bẹt dí rồi các bạn. Hai em chạy trước rồi. Và ở đây thì trong tựa game này chúng ta sẽ sử dụng cái thanh này để có thể biến to thu nhỏ cho các bạn. Đấy, anh có thể biến thành người tí hon giống như ốc này, thấy không? Hoặc là dễ thương quá. Anh sẽ biến thành như thế này để trở lại kích thước bình thường. Rồi, và mình sẽ phải vượt qua những thử thách. Ví dụ như nếu mà bây giờ mình biến thành người khổng lồ, mình không thể nào chui qua cái lỗ nhỏ này được. Bắt buộc mình sẽ phải biến thành gì hả ốc? Người tí hon chui qua nè Baby Thánh ơi. Đấy, ốc thử chui qua nào đó cho bạn thấy. Đấy, đấy chui qua rồi. Đúng rồi, còn to như này làm sao mà chui được vào đúng không? Đây, chui như thế này thì cũng bật chui bằng niềm tin. Đấy, nhưng mà anh bây giờ anh nghĩ là một ý tưởng là anh thử biến thành người khổng lồ, anh nhảy qua cái ngôi nhà này xem có vượt qua được thử thách không. Ồ các bạn ơi, không nhảy được, nó bị chặn bởi một cái gì đấy ạ. Ê, nếu mà chơi như anh thì nhảy ra ngoài thế giới luôn rồi. Nói chung là bây giờ chắc là anh vẫn phải làm theo đúng nhiệm vụ đấy. Chúng ta sẽ biến thành người tí hon để vượt qua thử thách chỗ này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đi thôi Bê Quý Thánh ơi, ở đây có rất là nhiều laser đây này. Ồ, cái đỏ đỏ này chúng ta dẫm vào chúng ta sẽ bị mất máu đó các bạn. Mình phải đi thật sự là cẩn thận. Ui, gì này? À, đi qua đường ống. Đúng rồi, thế là mình phải biến thành người tí hon mới chui qua được cái ống này các bạn. Bây giờ anh thử biến thành người khổng lồ đi qua xem được không ta. Không được đâu. Ôi trời ơi. Được mà. Ô, xịn thế. Đấy, mình cũng có thể biến thành người khổng lồ để đi qua được. Đến đây thì mình cần phải biến to hơn để mình nhảy qua những cái chỗ này. Chỗ này thì cần bé này, chỗ này thì phải to hơn này các bạn này. Bây giờ mình thử biến thành người khổng lồ nhảy qua đấy. Chỗ này nó cao, nếu mà mình biến thành người tí hon ví dụ như này á thì có mà nhảy làm sao được các bạn không? Nó to như cái bức tường, cao như cái bức tường nhà luôn. Ê, nhảy qua chưa Bê Quý Thánh ơi? Đây, người khổng lồ nhảy phát qua luôn. Đến đây thì phải nhỏ lại nhưng mà không được nhỏ quá. Đây mình sẽ ở kích thước bình thường. Ồ, ốc ở kích thước hơi to một xíu. Không, kích thước của em mới là kích thước bình thường. Yeah. Ui, đằng xa xa kia anh thấy hẳn một ngôi nhà. Tí mình sẽ biến thành người khổng lồ, mình leo đấy chắc chắn luôn. Bây giờ em sẽ nhảy qua nè. Ui, xui ui. Trông ốc to như người đàn bà lực điền á. Nhìn nè, người khổng lồ nhảy một phát qua luôn. Nhìn người khổng lồ Bê Quý Thành đây cũng nhảy một phát qua luôn. Đấy. Đẳng cấp siêu sao không hề tào lao luôn. Ô cái gì vậy? Cái gì ấy? Mình tinh tinh một cái là được checkpoint hay sao? Đấy bây giờ mình không thể leo lên trên nhà này bằng cái thân hình bé nhỏ này được. Bắt buộc lại phải biến thành người khổng lồ ốc ơi. Ok. À từ từ, anh còn có cái gì lò xo đây này? Hả? Lò xo để nảy tưng tưng à? Sao em không có nhỉ? Nhỉ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhảy lên nha các bạn ơi. Rồi, người khổng lồ đang leo lên những tòa nhà cao tầng rất là đơn giản. Ôi, đằng xa kia em thấy có mê cung. Chạy đi ông ơi, nhảy xa. Ủa, không nhảy được các bạn ạ. Bây giờ là ở đây nó có một cái cánh cửa dưới chân này các bạn thấy không? Mình to này mình không thể chui vào được, mình phải biến lại nhỏ nhỏ như ốc cái kìa người tí hon. Nhưng mà xanh đỏ như này là sao, đi cửa xanh hay là đi cửa đỏ? Đi cửa nào đi được thì đi. Anh cũng không biết nữa. Anh đi một lúc rồi đi qua luôn, đi cửa màu xanh, màu đỏ đi qua được. Cống. Cống này mình đi kiểu gì nhỉ? Mình đi ô mé này được. Đi qua mẹ rồi. Nó lừa các bạn ạ. Thế là mình sẽ biến thành người tí hon. Đúng rồi. Đấy, mình sẽ... chết rồi. Đường cống này ngập vào mồm rồi. Mất máu ốc ạ. Hả, đi vào đây mất máu à? Thế anh... thì phải đi nhanh lên kiểu chết tôi. Đúng rồi, phải đi nhanh lên máu đang mất kìa. Mình sẽ biến lại người bình thường. Người bình thường đi vào mê cung à? Đi vào mê cung này thì lú như con cú rồi. Đi theo ốc. Đi đầu vào tường. Đi theo ốc là trở thành đứa ngốc luôn các bạn ạ. Ốc bị... chết rồi. Các bạn ơi, anh nghĩ là mê cung này lừa rồi, mình phải biến thành người khổng lồ nhảy qua thôi. Em đi qua rồi nè, nó không lừa đâu nha. Em rất là thông minh đã đi qua được. Anh biến thành người khổng lồ nhảy vắt qua luôn các bạn ạ, đỡ phải chạy loằng ngoằng. Thế là anh không chơi đúng luật rồi.
chỗ này nhảy được. Ôi nhưng mà bên trên này không nhảy được. Ôi chỗ trên này cao thế. Bên này to to một xíu nhảy được các bạn ạ. Đấy. Ôi. Sợ, chỉ cần biến to to, không cần biến quá người khổng lồ đó các bạn ạ. Là à, chúng ta là... Người khổng lồ của ốc trông như đứa rồ. Đây rồi, nó lại trở về bình thường rồi. Rồi, đây là bậc thang sắc màu. Đấy, chúng ta để chạy qua rất là đơn giản. Ui, ui, chỗ này gì đây? Chạy kiểu gì? À, chỗ này dễ thôi ốc ơi. Ờ, mình cứ tưởng là phải chạy theo cái chiều của nó. Nhưng mà không các bạn ạ, chúng ta chỉ cần chạy thẳng là được. Ồ, chỗ này nó to này, mình chạm vào chắc chắn mình sẽ bị mất máu. Mình biến thành người tí hon. Người tí hon ốc đang chạy lon ton về à. Đích rồi. Đấy, người tí hon chạy rất là đơn giản các bạn ạ. Ui, nhảy. Ui, sao đây, sao đây? Cái này thì mình chỉ cần ở trong trạng thái bình thường là được này. Đấy. Ốc quá chậm luôn, ốc chơi quá gà. Nhảy, nhảy, đấm vào phát dụng rồi kìa. Hi xì. Không, không, không. Mất máu thì chết đấy, em bị mất máu mấy lần ấy. Ui, ốc ơi, nhìn kìa, một cái bậc thang cầu vồng. À, bậc thang biến mất, bây giờ anh ơi, chạy nhanh lên. Ơ, ốc chạy kìa. À. Bậc thang biến mất đi, sợ lắm. Ốc ơi, em làm gì, ốc chạy là cái bậc thang biến mất. Anh không có bậc thang để chạy lên. Thế anh phải chờ đi, em ở trên này chờ anh nhá. Đây, anh đang leo lên bậc thang cầu vồng này. Ui, các bạn ơi, ông nó biến mất kinh quá. Ôi ôi, bậc thang. Ui, cao quá. Không sao. Rồi, đi lên trên này luôn ông ơi. Lên luôn, lên luôn. Ui ôi, lên, lên, lên tới đỉnh. À, ui, nó lại biến mất rồi. Không, anh không được chạy chơi. Anh chạy chữa ốc, cái bậc thang này nó biến mất, ốc rơi xuống chết queo luôn. Cười thế à. Rồi xong đấy, bây giờ nó có lại. Bây giờ có lại rồi thì một mình em đi thôi. Ê, bây giờ cái này cầu trượt này, cầu trượt. Ui, trượt. Cầu trượt siêu to khổng lồ các bạn thấy không? Ôi. Từ 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 từ. Anh phải nhỏ lại đi, anh mới lao xuống đấy. Anh vẫn nhỏ mà. Sao em nhỏ? Em sợ chết. Trông ông như con kiến. Là lồng lốc. Đúng là ốc. Ê bây giờ đi trước đi, đi trước đi. Đi trước á? Cái này mình phải chọn đấy. Nhưng mà anh đang nghĩ ra một ý tưởng, anh sẽ biến thành người khổng lồ, anh nhảy qua luôn. Thông minh lắm. Rồi ốc đi chọn đi. Ốc chọn đi. Ốc không chọn nữa. Ốc bắt trước anh với người này. Bây giờ liều đi. Em đi màu đỏ. Ôi trời ơi. Ôi ơi, nhảy cũng không được các bạn ạ. Pha cuối nó lừa mình. Rồi. Thế thì anh nghĩ màu vàng đầu tiên này. Đúng rồi, màu vàng đúng rồi. Màu xanh thứ hai này. À, anh gần đúng rồi các bạn ơi, màu đỏ thứ ba. Yeah! Baby Thành giỏi phết chứ. Lần này may mắn ghê. Chơi hay nó phải như thế, còn ốc là đồ ngốc, làm sao mà chơi hay một cái này. May mắn thôi. Ôi, nhảy này sao nhảy được. Nhưng không sao, ta đã biến thành người khổng lồ. Bêu Thành ơi, nó tròn mình đến đây không nhảy được nữa, phải nhỏ lại. Đúng rồi, có cái lỗ ở dưới các bạn thấy không? À thôi, lỗ chó đấy. Lỗ chó à? Ốc là con chó. Nhảy lên. Bây giờ em phải biến to mới nhảy được các bạn, vì nó không có lỗ, lại phải biến nhỏ mới chui qua được. Đấy, game rất ảo luôn, bắt mình biến to biến nhỏ để vượt qua những thử thách. Còn đây là mình ở trong trạng thái bình thường này các bạn này. Đấy. Ồ, cái này có biến mất không ta? Không biến mất các bạn ạ. Nó vẫn còn ở đấy. Đây là những bậc thang cầu vồng. Lần này nó không biến mất nhỉ? Mình đã cố tình chạy thế rồi. Ui, chúng ta nhảy lên những tờ tiền siêu to khổng lồ ốc này. Tờ tiền đây là tờ tiền à? Ờ, tờ tiền. Tiền này. Gì mà ảo thế? Ảo gì đâu, tiền mà. Tiền đô la Mỹ. Nhỏ lại đi, bê mình ơi. Ôi, chạm vào đi. Em cũng vừa chạm xong. Đây là mình biến nhỏ nhỏ lại các bạn ạ, không là chậm. Nếu như mà nhỏ thì đồng nghĩa với việc là mình chạy rất là nhanh nên đúng nó rồi. Sẽ khó kiểm soát. Chứ đấy. Không phải là nó khó đâu. Mình chạy nhanh á. Ồ, đấy, biến to là cũng không thể đi được chỗ này nha. Rồi, nhảy, nhảy. Dễ. Ui, bê Thành ơi, đây là con gì đây, con cá? Ờ, đây là con cá mập. Ồ, mình chạm cần mập. Nhỏ lại một tí. Ờ, nhỏ lại một xíu, không là không nhìn thấy gì các bạn. Đúng rồi. Đấy. Ôi dồi ôi. Nó chui qua cái lỗ tròn tròn như là lỗ mông của nó. Ồ, cái gì á? Rồi, xong. Đơn giản thế thôi á. Đơn giản thế. Ôi, sao đây? Ồ, phải biến thành người khổng lồ nhảy lên rồi. Đấy chưa? Nhảy lên, nhảy sang. Ồ, khổng lồ quá không nhảy được nha. Đúng rồi, khổng lồ quá không được đâu. Vừa vừa thôi các bạn ạ. Đây rồi. Đó.
cứ bị cộc đầu. Đấy là em biến khổng lồ to quá rồi, em phải biến đừng to quá thì em mới nhảy được. Đó. Nó còn không cho mình biến to hết cỡ rồi các bạn ạ. Ôi ốc anh nhảy lên đây rồi. Ok. Ui dồi ôi, to quá. To quá. To quá rồi rồi. Ê cái này giống cho con mực ấy. Mày bị tính chết. Cái ấy hả? Ok, phải biến to to ra tí. Bê Quy Thành ơi em bảo. Màu đỏ tới không à. Ai mới là người chiến thắng? Tôi. Chết rồi, mình vừa chết thôi. Ốc chết queo. Ốc chết queo. Ốc rơi xuống. Ốc quên đi, ốc quên. Ý. Hey. Ôi bò. Chúng bò, thôi Bê Quy Thành đi mà chơi một mình đi. Ốc ơi, con bò nó ị cục phân to như người em luôn. Ai bảo Bê Quy Thành ơi, nhìn đây, em đứng ở dưới vú con bò này. Xong nó sẽ nhảy trỏ, cái gì, chảy sữa vào mồm. Thế là uống sữa bò tươi nguyên chất 100%. Ôi ngựa. Ôi Bê Quy Thành ơi, bạn anh này, ba người bạn của anh này. Ốc ơi, đây là nhà của em này, cục phân giữa to khổng lồ. Cái gì, bạn anh này. À, bạn ốc ơi, các bạn ơi. Ốc kèo. Rồi xong. Đi xuống đi, ở đây đi xuống. Ui, nhảy cao quá. Cái gì ấy? Đồ ăn hại. Biết người khổng lồ rơi teo xuống luôn, xuống rồi ốc ạ. Chỗ này người khổng lồ nhảy mới được này. Nhảy qua cục xít. Hello mấy bạn ốc nhá. Cái gì mà mấy bạn ốc, mấy bạn Bê Quy Thành thì có. Yo, ok xuống. Rồi. Cái này cần gì biến thành người khổng lồ đâu. Sao lại 2 với 11? À, một cộng một bằng 11. Bruh, really nigga. What? 1 + 1 = 11. Học dốt. 1 + 1 = 11. Đi vào cổ 11 đi. 10 × 10 = mấy? 1 + 1 = 2. Thế 10 × 10 = mấy? 10 × 10 = 100. À thế à? 0 + 0 = 1. 0 + 0 = 0. Rút. 50 × 50 = 0. 1 × 1 = 1. Tự nhiên đang chơi game lại phải làm toán. Skibidi, nhanh lên ra đây cô Skibidi. Skibidi gì đấy? Skibidi bẩn thỉu. Ôi, nhìn xa xa là thấy một người đang ăn. Chuột, con chuột Bê Quy Thành ơi, em sợ em không đi nữa đâu. Con chuột chết. một người khổng lồ đang ăn tất cả những thứ này, ăn cả bồn cầu luôn, ăn hamburger, uống nước ngọt. Ăn cả chuột chết luôn, ngu người thật. À từ từ mình phải biến to to các bạn. Ôi chết rồi Bê Quy Thành ơi, trong này lại có chuột rồi. Ôi trời ơi. Kinh suy. Kinh quá. Người khổng lồ ăn cả một con người. Ồ con người này sợ quá, vãi đái ra đây luôn. Kinh quá. Hamburger này. Phải biến nhỏ nhỏ lại mới chui được vào đây các bạn. Mình đã chui trong bụng người khổng lồ các bạn ơi. Mình ra rồi, người ta ỉa ra mình rồi. Ôi ôi, hết cứu rồi à. Người ta đang ngồi bồn cầu ị ra mình luôn. Rồi. À, nhảy qua. Rồi, phải biến nhỏ lại. Ôi, ốc biến nhỏ, ốc chạy nhanh thật đấy. Biến nhỏ chạy qua đây giống như là kiểu vượt chướng ngại vật ấy. Ôi, chơi cao. Ôi, chỗ này nhỏ này, phải biến nhỏ luôn đi các bạn ạ. Đằng nào cũng mất công rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái chỗ này thì phải to. Đúng rồi, phải to mới to được. Thế mà anh còn bị mất máu luôn. Người khổng lồ xuất hiện. Yeah. Khổng lồ, đấy mà khổng lồ. Anh mới là người khổng lồ này, ốc bé tí. Yeah. Nhìn người khổng lồ Bê Quy Thành to hơn người khổng lồ ốc chưa? Cần gì phải biến to như thế đâu. To nó mới oách xả lại. Hiểu không các bạn? Nó mới ngầu. Ồ, thế chỗ này không có cái gì hả? Dẫn vào cái đỏ đỏ là chết đấy. Ôi, bây giờ là phải biến. Dẫm vào đầu Bê Quy Thành, dẫm vào đầu. Anh sò ngang ốc luôn, dẫm vào đầu. Dẫm vào đầu, dẫm vào đầu. Nhảy phát lên này. Nhảy phát sang này. Ốc đi trước rồi vậy, lên sau anh quá kẹt. Tại vì là người khổng lồ là đi chậm ấy các bạn. Người khổng lồ bị nặng đó các bạn. Còn người tí hon thì nó sẽ nhẹ nên sẽ chạy nhẹ. Ai đây? Ai đây? Mình sẽ đi lên trên đầu của những người khổng lồ khác các bạn ơi. Một bạn nam, một bạn nữ rất xinh. Xinh hơn ốc. Điều xinh bằng một nửa ốc thôi. Ốc xinh đâu, ốc trông như con tinh tinh. Điều. Ui. Gì ơi, bảy sắc cầu vồng luôn các bạn ạ. Ui. Lucky block ốc ơi. Lucky block. Bây giờ nhưng mà không được đập đâu. Mình biến thành to lên, mình nhảy qua. Ốc kém thật. Phải to hẳn mới được ấy. Người khổng lồ trượt. Phải nhỏ lại. To quá trượt nó trôi ra ngoài các đây. Bạn ạ. Được, tuyệt vời luôn mà. Đây đợi anh. Ủa phải to, chỗ này phải to hết cỡ thì mới nhảy qua được các bạn. Đấy, xong chỗ này mình phải biến nhỏ lại.
thì mình mới nằm ở trong cái ấy được, ở trong cái máng này được đấy. Đó, thấy không? Không bị trôi ra ngoài. Người khổng lồ là bị lăn ra ngoài luôn. Chết rồi các bạn ơi, chuột mình bị hỏng rồi. Mình đã bị đơ tại đây rồi. Ông ơi, chui vào đây đi ông ơi. Chui vào đây. Con nhện, em sợ lắm, em không đi đâu. Con nhện. Đây là gầm giường, toàn nhện thôi. Nhà này ở bẩn quá, nhện đầy nhà. Chính là nhà Bê Quy Thành đấy. Có lâu đi nhà anh hơi bị sạch luôn. Anh quét nhà suốt ngày. Ồ, mình phải chui xuống cái lỗ các bạn. Mình không thể nhảy qua bức tường này được vì bức tường này quá cao. Mặc dù kể cả mình có biến thành người khổng lồ hết cỡ đi chăng nữa. Ê Bê Quy Thành ơi, đây có bánh bích quy này. Ồ, ăn bánh bích quy không? Bánh này không ăn được các bạn, bánh này chỉ để dẫm thôi. Rồi, tiếp tục. Đây là đây là những chiếc cột bảy sắc cầu vồng các bạn, mình sẽ leo qua. Đích ở kia. Sắp tới đích rồi ông ơi, anh sẽ là người về đích đầu tiên. Không, em mới là người về đích đầu tiên. Ồ, ôi ôi, nó chạy tốc độ cao các bạn ạ. Ôi không sao, không sao, không sao. Có ghế chưa? Ghế chưa? Không, quá gà. Mình nhảy một phát qua hai cái. Ờ, anh cũng thế mà. Có mỗi em nghĩ là em làm được điều đấy thôi. Là ok. Ông về. À, Baby Thành chơi bẩn nha. Chơi bẩn gì, anh chơi hay, chạy đầu tiên, anh vẫn là người dẫn đầu. Nào đi đi. Đây. Cầu thang mất chưa? Mất thì nó lại hiện ra đang đi đây. Rồi xong. Ốc rất ảo nha. Rồi, anh Bê Quy Thành là người về đích đầu tiên. Mình chỉ về đích sau có một tí thôi. Một tí cũng là về đích sau rồi các bạn ơi. Vậy là trong ngày hôm nay, anh Bê Quy Thành và chị Ốc đã có thể biến thành người khổng lồ này. Rất là to, ngồi trên ghế mà trông ngồi luôn cả lên cái bàn rồi. Ê, nhìn em mặc quần áo bóng ít này. Hoặc là chúng ta biến thành người thu nhỏ tí hơn. Ô, quần áo bóng ít. Ui. Ông mặc bộ quần áo pop it trông như xịn. Thế thì em mặc bộ quần áo hầu gái. Đây đây, từ từ anh cũng mặc. Anh mặc bộ hầu gái đi. À, anh mặc bộ pop it trông quá xịn. Nhìn nè. Đâu hầu gái đâu. Ôi người. Hầu gái khổng lồ, hầu một chàng trai tí hon tên là Bê Quy Thành. Điên à, em là hầu anh đây. Đây, bộ này được đấy, bộ này là gơn phố đấy, hiểu chưa? Gơn phố à, sao trông như đường ngố thế không? Như đường ngồi anh biết cái gì mà nói. Đây, anh thử mặc gơn phố của ốc à. Gơn phố đâu, đấy là hầu gái. Ôi, hầu gái Bê Quy Thành. Hầu gái Bê Quy Thành nha. Cười không chịu được. Nhìn này, người ta đội cả mũ này. Đây, anh mặc bộ này quá bảnh luôn các bạn ạ. Hot boy, đầu cắt mọi. Ai, đội mũ này, hoành tráng luôn nha. Mũ đầu, ui giời. Anh cũng đội được ngầu ngầu chưa? Ngầu thì chém mắt. Chém mắt cái gì? Nhìn này, em đội được tất cả các mũ lên đầu này. Bê Quy Thành ơi, trông em buồn cười không này? No, sao đội được, anh không đội được nhỉ? Đây này, nhìn em đội đấy, tất cả các mũ luôn này. Đầu em như cái bãi rác thế không ạ? Chịu luôn, đội kín hết cả đầu đây, đập sao mà thở được. Rồi, ra đây. À, các bạn ơi, chắc là có lẽ bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ Bê Quy Thành và Ốc Lan thật nhiều video mới. Còn bây giờ, bye bye. Bye bye.